Kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Hương US. Hôm nay em Hương lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị với bốn mẫu đồng hồ bên em đang giảm giá nhé anh chị nhé. Có 3 mẫu đồng hồ đến từ Nhật và có một mẫu đồng hồ Invicta đến từ Mỹ nhé anh chị nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu là sản phẩm nào thì cứ inbox trực tiếp về số hotline bên em nhé anh chị nhé. Và mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Oren đến từ Nhật. Đây là mẫu đồng hồ Oren Bambino phiên bản dây kim loại nhé anh chị nhé. Trên mặt đồng hồ thì anh chị có thấy là được thiết kế rất là cổ điển luôn. Kính của sản phẩm là phiên bản kính cong này. Kim và cọc giờ thì được mạ màu vàng hồng và nổi ở trên mặt đồng hồ. Và cọc giờ thì anh chị thấy là gắn nổi rất là đẹp này. Cọc giờ thì được thiết kế rất là cổ điển luôn. Phiên bản này có định ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ này. Có chữ Orient, chữ Automatic và Water Receipt được in màu đen ở trên này anh chị nhé. Có logo của Orient tại vị trí 12 giờ và logo cũng mạ màu vàng hồng luôn anh chị nhé. Viền bên trên là viền mạ bóng này, viền bên cạnh thì mà viền phay xước rất là đẹp luôn. Anh chị thấy là viền đồng hồ thì được thiết kế rất là mỏng này. Một sản phẩm thiết kế rất là cổ điển luôn. Dây được thiết kế có hai đường chỉ mà mạ màu vàng hồng ở đây nhé anh chị nhé. Chất thép là thép đúc nguyên khối luôn anh chị ạ. Và với kiểu mắt như thế này thì anh chị thấy là nó sẽ rất là mỏng nên rất là ôm tay anh chị ạ. Đây là khóa này, khóa thì cũng là khóa cánh bướm nhé. Đáy sau của đồng hồ em sẽ chiếu luôn cho các anh chị luôn. Đáy sau có khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm như Made in Japan này. Số series của sản phẩm, mã máy và chống nước của sản phẩm ở tay là World Receipt là 30m nước anh chị nhé. Thân viền vỏ là thép không gỉ 316N. Máy thì vẫn là máy Epson của Seiko. Nhìn sâu vào trong bánh đà thì anh chị sẽ thấy những cái thông số liên quan đến sản phẩm. Như ở đây là máy là F6724 này, máy của Orient này 22D-Well, sản phẩm của tập đoàn Orient Watch và cũng có tem của Orient ở đây anh chị nhé. Đây là mặt sau của dây này. Dây thì anh chị có thể chỉnh dây tại vị trí này. Mặt trong thì đều là phay xước anh chị nhé. Và anh chị thấy là mắt của đồng hồ rất là mỏng nên sẽ rất là dễ dàng để lên tay luôn. Đây là tag Made in Japan. Đây là phiên bản Made in Japan làm trực tiếp tại Nhật nhé anh chị nhé. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá chỉ là 3 triệu rưỡi thôi. Một mức giá cực kỳ tốt cho các anh chị luôn. Lần trước thì bên em đã lên với mức giá là gần 4 triệu. Nhưng mà hiện tại thì bên em đang giảm giá thêm cho các anh chị nhé. Với mã của sản phẩm ở đây là RAAC0004S00C nhé anh chị nhé. Một phiên bản Made in Japan. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn nhé. Em xin lỗi, em đang để chế độ in ở đây. Em chỉnh sang chế độ centimet. Size mặt đồng hồ là 40.5mm. Bề dày của sản phẩm là 12.4mm nhé anh chị nhé. Với sản phẩm này khi lên tay 16 thì rất là đẹp này. Nên là sản phẩm này sẽ phù hợp với anh nam là có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống nhé. Dây của đồng hồ sẽ hơi cứng do là phiên bản này là phiên bản dây kim loại. Nên là hãng đang dán sale ở đây rất là nhiều anh chị ạ. Khi em lên chu vi cổ tay 16 cũng rất là đẹp luôn. Một sản phẩm thiết kế cực kỳ tinh tế luôn. Nhà anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống là đeo sẽ đẹp nhất nhé. Một sản phẩm classic. Máy thì đã có chức năng lên cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ rồi anh chị ạ. Tại vị trí trong cùng thì anh chị sẽ vặn núm chỉnh để lên cót cho đồng hồ này. Kim dây bắt đầu chạy rồi nhé anh chị nhé. Anh chị kéo nhẹ ra một nấc là anh chị chỉnh ngày. Anh chị kéo ra nấc ngoài cùng là anh chị chỉnh giờ nhé. Chỉnh giờ thì kim dây sẽ dừng lại anh chị ạ. Em sẽ chỉnh đến 10 giờ 10 phút sáng luôn. Sau đó mình nhấn núm chỉnh ở nấc bên trong để đảm bảo độ chống nước của đồng hồ nhé anh chị nhé. Một sản phẩm nhìn về tổng quan là thiết kế rất là đẹp. Và một đặc điểm phiên bản của đồng hồ là phiên bản kính khoáng nhé. Với phiên bản kính khoáng mà là kính nồi nữa thì anh chị nên hạn chế va chạm được là tốt nhất. Tại vì là đồng hồ có thể sẽ bị xước. Và mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Sun & Moon Gen 5. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này mức giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Mức giá chỉ là 4 triệu 4 nhé. Đợt này thì bên em về một mã duy tinh nhất thôi. Thì anh chị nào có nhu cầu là sản phẩm nào thì inbox trực tiếp với bên em nhé. Với mã của sản phẩm ở đây là RAAK0307B00C anh chị ạ. Mặt đồng hồ là mặt màu đen này. Rất là đẹp luôn. Mặt đồng hồ thì không chảy tia sunburst. Mặt đồng hồ thì được thiết kế với sắp đây ở nịch thứ tại vị trí từ 9 giờ đến 11 giờ anh chị nhé. Cũng có một sắp đây ở Sun & Moon tại vị trí này luôn. Có nịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, chữ Orient này, Automatic và logo ở vị trí 2 giờ nhé anh chị nhé. Cọc giờ thì được gắn nổi trên mặt đồng hồ cũng rất là đẹp. Đặc biệt là trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là đồng hồ được xếp rất là nhiều tầng khác nhau nên theo đánh giá của dòng Sun & Moon thì thường nó sẽ dày hơn những dòng bình thường. Nhưng em thấy là phiên bản Sun & Moon Gen 5 thì nó sẽ mỏng hơn phiên bản Sun & Moon Gen 3 nha anh chị nhé. Nên anh chị cũng lên tay cũng rất là dễ luôn. Viền bên trên thì là viền mạ bóng này, viền bên cạnh thì viền phay xước. Dây thì thiết kế với 3 đường chỉ này.
đều là đường chỉ phay xước hết anh chị nhá, và là thép đúc nguyên khối luôn. Đây là thép của sản phẩm này, chất thép không gỉ. Đây là mặt sau của dây, đây là khóa của đồng hồ, cũng có chữ Orient, logo của Orient luôn. Em sẽ chiếu luôn mặt sau để cho anh chị tham khảo nhé. Mặt sau của đồng hồ là máy là F6B24 này, máy 22 chấn kính 22 đấy ạ. Máy của sản phẩm Seiko Epson, phiên bản kính Sapphire ở đây trên viền này anh chị ạ. Thép không gỉ 316 này, và chống nước của sản phẩm là 53 là 50 mét nước, số series và phiên bản made in Japan nhé. Một phiên bản rất là chắc chắn luôn. Và em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn đối với sản phẩm này. Size mặt là 41,7mm này. Bề dày là 13,5mm. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo luôn. Cũng rất là vừa vặn nha anh chị ạ. Khi em lên phiên bản Sanemon Gen 3 thì em thấy nó hơi dày, nó hơi tràn ra vì cổ tay của em. Nhưng với phiên bản này thì chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở nên thì đeo cũng rất là đẹp nhé. Càng của sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn hơn, một sản phẩm rất là đẹp, dây thiết kế nhé, mỏng hơn nên rất là dễ dàng để lên tay. Khi lên chu vi cổ tay 16 thì cũng rất là nhẹ nhàng. Và với phiên bản kính Sapphire thì anh chị không phải lo về độ chống xước của sản phẩm nhé anh chị nhé. Máy của sản phẩm thì đều có chức năng đánh cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ rồi. Tần số dao động thì vẫn 21.600 nhịp một giờ nhé. Và mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị nữa là một mẫu đồng hồ Orient Ray 2. Phiên bản này thì bên cũng đã về bên em rồi, và hiện tại em cũng đang để với mức giá chỉ là 3,5 triệu thôi. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì cứ inbox trực tiếp bên em nhé. Với mã của sản phẩm ở đây là FAA02005D9 nhé. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là có chảy tia sunburst rất là đẹp này. Màu xanh và màu đen xen lẫn nhau khi anh chị chiếu ánh sáng vào. Kim và cọc giờ thì đều có dạ quang nhé. Viền benzo cũng là viền benzo màu xanh này. Trên mặt viền benzo thì anh thấy có những cái cọc số khá là lớn để anh chị có thể dễ dàng quan sát hơn. Cũng có logo chữ Orient Automatic Water Resist là 200 mét nước. Đây là dòng ray nên là dòng chống nước 200 mét nước anh chị ạ. Lịch ngày này thứ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh cũng tại vị trí 3 giờ và núm chỉnh cũng có gờ bảo vệ. Cũng có logo của Orient luôn anh chị nhé. Một sản phẩm thiết kế rất là đẹp luôn. Chất thép của sản phẩm đấy anh chị thấy đây là chất thép phay xước. Riêng phía bên cạnh thì là chất thép mạ bóng này. Dây được thiết kế với 3 đường chỉ này. Một sản phẩm thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Núm của sản phẩm thì vẫn là núm steel down, tại vì đây là dòng 200 mét nước anh chị ạ. Đây là chất thép này, thép đúc nguyên khối luôn. Đây là khóa, khóa thì là khóa gập hai lớp này, bấm này. Cũng có logo của Orient, có chữ Orient ở đây. Đáy sau của đồng hồ thì anh chị thấy cũng là đáy kín nhé. Cũng khác những chi tiết liên quan đến sản phẩm như kiểu là Movement Japan này. Đây là phiên bản quốc tế anh chị ạ. Chống nước là 200 mét nước. Bên đằng sau họ sẽ ghi là chống nước là 23 nhé anh chị nhé. Vẫn là máy Epson và logo đặc trưng của dòng Orient Ray 2 anh chị ạ. Một sản phẩm thiết kế cực kỳ đẹp luôn và rất là khỏe luôn. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size mặt của đồng hồ là size mặt 41,3mm. Bề dày của sản phẩm là 14,4mm. Với sản phẩm này thì em sẽ lên chu vi cổ tay 16 cho anh chị tham khảo luôn. Sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên. Cũng rất là đẹp, cũng rất là dễ đeo anh chị ạ. Một sản phẩm rất là khỏe. Và hiện tại thì em cũng đang để mức giá rất là tốt anh chị luôn. Khi anh chị chỉnh đồng hồ hoặc là anh chị đi cót cho đồng hồ thì anh chị phải vặn đúng chỉnh ra nhé. Sau khi núm chỉnh vặn ra thì mình có thể chỉnh được đây ạ. Chị chỉ cần kéo nhẹ ra một nấc, anh chị xoay là anh chị có thể chỉnh được ngày này. Sau anh chị xoay ngược lại là chỉnh được thứ. Anh chị kéo ra nấc ngoài cùng để anh chị chỉnh giờ nhá. Chỉnh giờ thì mình chỉnh thuận chiếu kim đồng hồ giúp em, không chỉnh ngược lại. Em sẽ chỉnh lên 10 giờ 10 phút luôn nhá anh chị nhá. Đó, sau khi chỉnh xong thì mình đẩy núm chỉnh vào nấc trong cùng, sau đó mình vừa nhấn vừa xoay theo chiều lên trên giúp em để đảm bảo độ chống nước của sản phẩm nhé anh chị nhé. Một sản phẩm máy tự động đến từ Nhật nhé anh chị nhé. Đấy, em đang để mức giá rất là tốt cho anh chị luôn. Đặc biệt là dòng này là dòng chống nước 200 mét nước. Mẫu cuối cùng là một mẫu đồng hồ Invicta đến từ Mỹ. Máy thì vẫn là dùng máy của Nhật nhé anh chị nhé. Và phiên bản này thì là chống nước của sản phẩm là 300 mét nước anh chị ạ. Một phiên bản chống nước cực kỳ khủng luôn anh chị nhé. Và với sản phẩm này thì em thấy cũng là rất là khỏe rồi. Sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay to một chút. Và sản phẩm này thì thiết kế khá là hầm hố. Kim và cọc giờ thì cũng đều có dạ quang nha anh chị nhé. Lịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Lịch ngày thì anh chị thấy là thiết kế hình giọt nước. Và mẫu này thì vẫn là phiên bản kính khoáng thôi anh chị ạ, nó không phải là phiên bản kính Sapphire nhé. Viền benzo này được mạ màu vàng này, thiết kế rất là đẹp. Viền benzo có thể xoay được và xoay được theo một chiều thôi anh chị ạ. Viền bên cạnh thì cũng dập chữ Invicta và được thiết kế là mạ bóng. Dây thì thiết kế với 3 đường chỉ giữa thì là anh chị thấy là được mạ màu vàng rất là đẹp nhé.
Adunice của sản phẩm là những hình vác kim cương rất là đẹp anh chị ạ. Và trên này cũng không chi tiết liên quan đến sản phẩm. Water resistant ở đây là chống nước là 300 mét nước, một sản phẩm thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ khỏe luôn. Và sẽ dành cho những anh nam là có chu vi cổ tay to. Núm của đồng hồ thì tất nhiên là dòng này sẽ là núm steel dial rồi anh chị ạ. Cũng có logo của Invicta luôn. Đây em sẽ chiếu luôn mặt sau luôn. Đây là khóa này. Cũng là khóa gập hai nớp nha chị nhá, cũng có logo và chữ Invicta. Đáy sau của đồng hồ là đáy hở kính này, cũng khác chi tiết liên quan đến sản phẩm như là máy NH35 24 Well. Đây là máy NH35 và máy 24 chấn kính nha chị nhá. Một sản phẩm thì cũng là của Mỹ thiết kế này, thuộc tập đoàn Invicta Watch. Ở đây thì cũng khác chi tiết thông số như kiểu nó máy automatic anh chị nhá. Chống nước là 300 mét nước hoặc là 1000 feet. Thân viền vỏ là thép không gỉ này, với mã của sản phẩm ở đây. Máy thì vẫn là Japanese Movement, có nghĩa là máy thì vẫn là máy của Nhật và được lắp ráp tại Malaysia anh chị ạ. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Với sản phẩm này size mặt rất là lớn luôn nha anh chị nhé. 42,7 mini. Bề dày là 15,6 mini. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo luôn. Đây anh chị thấy là thiên bản mặt được thiết kế rất là dày luôn. Tuy nhiên là càng của sản phẩm thì chị thấy cũng được thiết kế rất là gọn. Nó cũng không tràn ra khỏi cổ tay của em, nhưng mà nó hơi dày và cũng khá là nặng luôn. Nên sẽ phù hợp với anh nam là có chu vi cổ tay ít nhất tầm khoảng từ 16,5 trở lên thì đeo đẹp nhé. Nên tại rất là sang luôn. Màu sắc của sản phẩm thì rất là hài hòa. Và trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là màu vàng nhạt, cũng rất là dịu nhẹ khi anh chị nhìn vào nhé. Một sản phẩm của Mỹ, nhưng mà nắp máy thì nắp máy của Nhật. Máy thì đã có chức năng lên cót tay, chức năng tự động, chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ với anh chị ạ. Hiện tại thì em đang để cho anh chị với mức giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn, mức giá chỉ là 2,8 triệu luôn. Với mã của sản phẩm ở đây là Invicta 14343 nha anh chị nhá. Khi nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì kỹ inbox trực tiếp qua Zalo giúp em nhá. Và đặc biệt là anh chị chú ý giúp em là phiên bản này là chỉ là phiên bản kính khoáng thôi. Nên với phiên bản kính khoáng khi anh chị va chạm thì có thể vẫn sẽ bị xước nhé anh chị nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị về 4 mẫu đồng hồ bên em đang giảm giá nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo giúp em, hoặc gọi trực tiếp qua số hotline bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị ở trong video tiếp theo ạ.